Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Chúng tôi đã quay trở lại với một diện mạo hoàn toàn mới, với một chuyến đi mới. Lộn số không vậy? Chết rồi. Em gọi qua nước ngoài rồi. Dạ tiếp đi anh, người nước ngoài rồi. Kéo đi, kéo đi. Anh kéo đi. Bỏ đi, bỏ đi, bỏ. Lùi lại làm. Sợ độ cao rồi sao mà anh bắt em thoải mái được. Ai, trời ơi. Trời ơi, sao nó nhanh dữ vậy? Đáp án bao nhiêu? Hai biết. Rồi sao? Đi thôi. Ủa bà thắng là bà đặt đi trước vậy đó hả? Đúng rồi. Ủa vậy em đi cuối đi, đợi em thua đó, đi cuối đi. Thôi, thôi em không đi cuối. Anh đi nhì đó. Ủa anh đi ờ. Ủa đi nhì thôi mà. Sao ý kiến quá. Ủa sao có 6 cái ghế vậy? Đúng rồi, có lẽ chúng ta loại 3 người từ bây giờ. Ủa. Chào mừng các bạn đến với Chày Lập Farmstay, nơi chúng ta sẽ ngủ đêm nay cũng như là trải nghiệm một số hoạt động vui chơi. Chương trình của chúng ta mùa này gọi là mùa lễ hội. Theo như lịch phát sóng thì tập tối nay sẽ được phát vào tối Giáng sinh. Các bạn rất là thích hát đúng không? Dạ. Không, em thích tiểu phẩm thôi. Dị tiểu phẩm. Bây giờ thử thách của chúng ta là hát karaoke. Nhưng các bạn sẽ phải vừa hát vừa nhảy. Chúng ta sẽ thi theo đội. Mỗi đội sẽ chọn một bài hát trong danh sách mà chúng tôi chuẩn bị. Trong khi hát, mỗi thành viên sẽ được đeo một cái máy đếm nhịp vận động. Các bạn phải vừa hát, vừa lắc lư. Điểm số mỗi đội sẽ được tính trên tổng số điểm của máy karaoke cộng với 3 chiếc máy đếm nhịp vận động của mỗi đội. Đội nào chiến thắng ở thử thách này sẽ giành quyền ưu tiên sử dụng nguyên liệu cho bữa ăn tối nay. Chết rồi, khó lắm á. Người tưởng dễ không quá đâu. Ví dụ bài hát rất buồn. Lòng mẹ bao la như biển. Đúng rồi lắm. Lòng mẹ bao la như biển. Đúng rồi lắm. Đúng rồi. Dạ dạ. Tại vì mình phải giữ đúng nhịp thì cái điện tử của cái karaoke nó mới chấm điểm tốt cho mình. Nhưng mà mình phải ở đây phải thì nó mới có nhiều cái nhịp. Đạo diễn trơn em. Sao vậy? Trông vậy sao ha? Chị em nhảy đi. Chị ơi, mình xào đội lại đi, cho em xào đội đi chị. Xào đội đi. Rồi ai nhận? Ai nhận? Thì đó mình xào lại cho nó công bằng. Nhưng đi mà chị. Anh có giọng ca nội tâm. Nội tâm anh hát coi. 2, 3 lòng mẹ coi. Lòng mẹ bao la. Lòng mẹ bao la. Anh mẹ anh ghê quá. Mẹ nào chấp anh. Ừ thiệt á. Tới lúc mẹ tới lúc. Tới lúc nha, tới lúc nha. Sao tới lúc này kêu hát karaoke những ngày trước không kêu hát. Em nhảy thôi. Sắp tắt rồi, sắp tắt rồi. À đứng đúng vị trí ba đội đi. Xào trẻ đi chị ơi. Giờ muốn xào hả? Xào trẻ anh dạy chị. Khoan, bây giờ muốn xào thì là 3 khách mời sẽ chọn đội, sẽ chọn 2 thành viên lại. Giờ mấy bạn có chịu không? Chịu luôn, xào trẻ lại đi. Đồng là đi, đổi đi. Đồng đi. Có chồng ý chọn lại không? Yeah, đồng ý. Xào trẻ đi, xào trẻ đi. Đồng ý. Đúng rồi, xào trẻ đi anh em ơi. Nếu như các bạn đã đồng ý rồi thì 3 khách mời của chúng ta sẽ nhiều ra ít bị để theo chọn theo thứ tự. Rồi. 1, 2. Rồi. Thành. The first? Yeah. You chose first. Okay. 1, 2, 3. Như là second. Rồi. Đó. Lại là lại. Em sẽ trần chứng. Rồi. Đừng gian and, yeah. And. One more. Anh bảo lâm. Anh bảo lâm. Trời, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Tôi mạnh như một con cọp. Anh diễn chút xíu cho em nghỉ thôi. Xíu thôi. Mệt lắm.
Will đúng không? Will còn ai? Ok, anh ấy Cassie, Cassie ở đây. Không, ý chú chú Cassie đi, chú Cassie đi. Ok, dạ? Có người lấy em rồi, có người lấy em rồi. Rồi, anh mừng đó anh. Rồi. Em quanh bó, quanh bó. Tự nhiên mang nợ về vậy, anh tránh dai, sẽ sợ lên quá. Bên kia, bên kia, bên kia anh ơi. Rapper, rapper, hay lắm. Rồi, này là ghê lắm. Hay lắm. Rapper, ok lắm, rapper, ok lắm. Mẹ em ra đi. One more. Yeah, ok, here to I. Ok, here to I. Here to I. Anh nhận định rồi đó. Rồi, khỏi chọn. Ok, Phúc, Phúc chọn, hold on, cho Phúc suy nghĩ. Sướng quá. Khỏi suy nghĩ luôn. Chưa chọn. Khỏi luôn. Khỏi suy nghĩ đi. Khỏi suy nghĩ luôn. Một đời xuất sắc. Rồi bây giờ mình là mình dù gì cũng là người khác đúng không? Mình ưu tiên cho chọn bài luôn á. Đúng rồi, chọn đi, tụi tôi bài gì em được. Xuân Lạc chọn. Em chọn hả? Mấy bài tiếng Anh cho tôi đi. Trời ơi, tôi dữ lắm. Hello. Hả? Where you from? Ừ, ở đâu vậy? I am Lâm. What's your name? I am Lâm. Phụ em anh ơi, phụ tiếng Anh, phụ. Hello, hello. Số 6. Anh sẽ hát nha. Anh sẽ hát. Anh sẽ hát Việt Nam đi. Anh sẽ hát. Muốn đeo vào ở đâu? Em đeo đây đi. Em định vòng 3 nhưng mà hiện tại vòng 3 em có một vụt giọt. Vụt giọt. Cho nên em sẽ để vào đầu. Đầu đúng không? Đầu. Bebe. No cha cha cha. Rồi, lăn đi rồi đó, lăn đi. Đừng có diễn nữa, lăn đi. Lại cho em lại một lần đi, cho em lại. Nhạc chưa, em chưa vô được. Tắt cái âm, từ. Đúng rồi, một lần thôi. Lại, đổi bài đi anh. Cứu em. Ai chọn? Trời ơi, tiếng Việt đọc còn chưa chạy. Anh, vậy sao mà hát kịp? Bắt ngay cha cha cha. Bắt ngay cha cha cha. Ủa, chọn rồi. Chọn rồi, không có cho. Cha 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 rồi đó. Ủa, cái này có câu. Quá cao với lại. Quá cao không. Không cao, không, tại mình hát dở. Cho bài tiếng Việt đi anh. Bắt này cha. Được không? Cho làm lại đi, hồi nãy ra dễ quá hồi nãy. Rồi cho chọn lại. Bắt này cha. Bắt này cha. Ok. Em không biết mà em sẽ theo. Okay. Mình không biết thì mình lắc. Đúng rồi, lắc. Thứ vị, hồi nãy là ca khúc Magic Christmas thì tụi tôi chỉ vui vẻ cũng như là thử thôi. Nhưng bây giờ sẽ là ca khúc thiệt, đó là Mắt Này Cha. Cái đầu. Một nụ hồng đang cho mắt này. Em xinh tươi hát ca trên con đường về. Một nụ hồng đang cho mắt này. Hồng xinh, em thích ta màu áo chất tê. Mới có hôm nào em còn thơ ngây. Bước trên con đường quen một tay trường. Hey! Thế bây giờ Yeah. Ôn lòng và Từng nghiệp, từng dần theo bước chân. Em cùng đàn hát ca trên con đường này. Để một ngày một người để trao thương thờ. Này, chờ bóng ai đi qua. Mới có hôm nào em còn thơ ngây. Thế nhưng bây giờ em đã cô lớn và đang yêu. Hãy hát nhìn đi nghe. Dù cho ngày tháng có đi qua, có những phong ba, mà vẫn đợi mãi đời này đâu. Mắt này ơi, cha, ôi lên lên cha, có nhớ cha, đau thay cùng hai cha, cùng vui ngày tháng đông ba. Rap, em xin tôi như một đám hoa, một ngày nhớ, một ngày mong, đem lại về thao thức. Cô bé ơi. Còn nhà là còn lắc.
bắt đầu đi. Nhức đầu quá. Anh Giang làm gì ghê vậy? Đầu quá. Bắt này ơi, xin đừng đi cha cha. Anh đi đi. Bảy mươi bảy điểm. Bé thì phun. Yeah. Cứu tôi. Cứu tôi. Say. You. Your team. Tôi. Tôi. Cười gì? Vừa rồi thì cái nhóm này hát cũng thường thôi đúng không? Mày đặt đồ gắn lên đầu lên cổ rồi tưởng đâu hay ho. Thường mà không khăn tiếng. Lát mà không có được một cái giá trị gì để mà về mặt giải trí hết. Không, mà chủ yếu là tại vì mấy ảnh hát nhạc nhanh nên là mới nhảy được. Mình chơi hát nhạc chậm mà mình nhảy luôn mới ảo. Mình phải có chiến lược đàng hoàng. Chiến lược ha. Giới trẻ tụi mình phải có đầu óc. Giống Song Tấu ha. Will. Wow, mình đợi Song YouTube là đợi Song gì? Mình nghĩ we wish you a Merry Christmas. Tại vì là Giáng sinh. Thì cái này là Giáng sinh. Đây, nhìn mà học hỏi cách làm MC của người ta nè. Thôi em làm đi phiếu, thôi em làm đi phiếu. Ừ. Không, chúng tôi thích của quý vị làm thôi. Không, nhanh nhanh nhưng mà giải giọng thì mãn đời. Ủa, em giới thiệu làm gì cho nó năng lượng lên coi. Ê dù, xin chào tất cả mọi người. Ê dù, xin chào tất cả mọi người. Ê dù là cái gì? Yeah, 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 yeah. Trời, phong cách rapper của tụi em. Ok, ok. Ok, hôm nay it's chúng ta... man. What's up, man? Anh có để cho em làm không? Trời, khàn tiếng mà nói. Anh dành quá, anh nhường cho em mẹ, anh dành quá. Hát mà như Tấu Huệ vậy. Ê dù, xin chào tất cả mọi người. Và hôm nay chúng ta có một cái nhóm nhạc, đó là ba thành viên. Đầu tiên là thành viên này là tắt tiếng rồi. Nhưng mà vẫn hát được, vẫn nhảy được. Thành viên này sẽ gánh cái phần nhảy ha. Ok. Thành viên này là không biết tiếng Việt. Vô. Vô. Nhưng mà thành viên cuối cùng của nhóm chính là thứ hai, đó là một người nhan sắc vẹn toàn. Wow. Wow. Giọng ca trời phú. Giọng ca trời phú. Wow. Được rồi, nói chung là chúng ta sẽ chọn bài thôi. Và đây bài hát là bài gì ạ? We wish you a Merry Christmas. Ok, hơi khàng nhưng cũng ok. We wish you a Merry Christmas. Are you ready? I'm ready. Yeah. Yo. Yeah. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I'll bring us a drink.
the heart that we share. We want more to get some, we want more to get some, we want more to get some, to get another way. Lão phụ, đủ rồi. Trời ơi. Ở thân mình. Mình tính mấy lần này có 89 nè. Hát xong muốn nghỉ chơi Noel luôn á. 77 điện. Nè anh 77 à. 77 mà. Vậy là tụi em hơn anh rồi. Dạ tụi em sẽ chọn bài Yêu đời của Yêu đời đi ạ. Yêu đời đi ạ. Có thôi. Trời ơi. Yêu đời sao mặc buồn vậy? Buồn đâu. Yêu đời sao mặc quạo? Quạo đâu. Quạo đâu. Để coi. So, cho Phúc giới thiệu. Xin chào tất cả các bạn và cảm ơn đã quay trở lại một ca nhạc thật là huyền thoại. Hai người Việt rất là nổi tiếng và một người nước ngoài rất là bình thường nhưng mà có một role khá là tuyệt vời. Mặc dù không hát hay nhưng mà hai người viết sẽ hát và Phúc sẽ nhảy cho mọi người. Bắt đầu chưa? Ok. Bắt đầu nào. Vỗ tay đi ủng hộ cho. Vô luôn anh ơi. Rồi vô này rồi, đúng rồi, dầm em ơi, dầm. Trời ơi, dầm 3 phút nha. Nhảy lắc mệt em ơi, mệt bình thường em ơi. Đúng rồi, nó đó. Nó đó. Hãy cứ tin hát trong tâm hồn để thế anh mang dừng bình minh cho chàng. Và hình như mình tao ăn đúng lắm. Hình như mình tao ăn đúng lắm. Vì mây đen tối thẳng. Có những lúc ta vui, ta buồn gắn lạc. Nhưng tao vẫn cả hát. Và đêm mây như lớn vang. Hãy sớm, hãy sớm. Đưa lên đi bà nơi. Quên đi những ngày dài. Vì cuộc sống nó chờ ta. Hãy hát cho quên đi sầu lo. Quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu. Hãy sống vui lên đi bạn ơi. Quên đi những ngày dài vì cuộc sống đã chạy xa. Hãy hát cho quên đi sầu lo. Quên đi những buồn phiền và hãy sống cho tình yêu của riêng mình. Mệt chưa, mệt chưa, mệt rồi, đúng rồi, mệt nha. Tôi đang ngồi để thấy để anh sang người bình minh trói xa. Và hãy đánh mắt lên lần đầu màu. Cảm nhận đi. Vì mày để tôi ta. Karaoke là hồi xưa rồi nó chấm điểm là theo tiếng ồn á.
Hảo tình thân, muốn phần hạnh phúc cùng Hảo Hảo ăn Tết tuyệt hảo. Chào Lip Tông Vàng, Tết ngàn điều may. Đỡ mệt chưa các bạn? Dạ chưa. Dạ chưa. Mệt mỏi quá. Tụi em cần uống thuốc tiền đình à? Đúng. Hồi nãy đáng lẽ là em cột vô hông đó, anh Giang nói hả Lâm ơi cột vô đầu đi. Lắc 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 cái đầu vui lắm. Thì mày vui không? Không em vui. Em không biết nha, em thấy sản hồn nha. Vui vui vui. Vui không anh? Không tin đâu, làm lại cái coi. Thôi anh ơi. Thôi cái não em nó rung rinh trong luôn đó. Vừa hát vừa lắc đầu là thật sự lần đầu tiên chơi karaoke như vậy. Có thể nói là vui mà mệt. Trị rồi. Đúng rồi, đúng rồi. I mean, đôi vài phút bình thường là không hát karaoke, nhưng mà rất thích nhảy. Bình thường là lạc mông, bất Phúc nghĩ là lạc tái sẽ có thành công. Phúc rất là tự tin với kết quả của thử thách này. À, rất tự tin đó. Tự tin lên. Ừ, một là mình vô ngủ, hai mình vô viện. À, mình rất thích đặc sản Việt Nam là karaoke. Mình rất thích đi với bạn Việt ở Hà Nội để hát karaoke. Và rất là vui, rất thích hát karaoke. Hiếu ơi, trong quán bar là em nhảy rất là quyến rũ rồi đó. Cái động tác mà người này nọ của em mà sao ở đây em nhảy thiếu gớm vậy? Đâu, nãy quấn này là em nhảy được rồi. Anh Giang quấn này em chỉ còn cách vậy thôi. Trời ơi. Cái không là em nhảy. Đó trời ơi, chết tôi rồi. Trời ơi. Anh Giang suối không đó? Suối không à. Anh cứ hay chơi cái gì anh nói hả, cố gắng lên, cho vui. Nếu con vui không thấy mày nhức đầu cũng chết. Anh cứ vậy hoài. Đội tôi chắc chắn hạng nhất à? Chắc chắn là Thiên Thắng đây. Rõ ràng là đội các bạn là có điểm số karaoke cao nhất, đạt 93 điểm. Nhưng mình là 89. Nhưng mà anh khen nha, giọng em bị mất như vậy mà em hát được 89. Hồi nãy có người bỏ rơi em. Đòi là không ở chung đội với em mà 77 điểm thôi. Cái gì? Nói cái gì vậy? Thì đó, em luôn em làm như con kỳ lân vậy đó. Em hát, nói rồi, em có sức mạnh nội tại. Đúng rồi. Tâm em hát. Đúng. Hát bằng trái tim anh đó. Em là thiên thời địa lợi. Hát bằng cái mông quá. Ơn trên gia hộ cho em. Gì vậy? Và bây giờ, tôi xin được công bố đội của Hiếu, Huy và Will. Các bạn lắc được 1381 nhịp cộng với 89 điểm karaoke. Wow, nhiều quá. Các bạn về hạng nhì. Ủa gì cái đầu hạnh diện kìa. Hả, có nhiều đó. Anh hạng chót đó. Hai đội còn lại, tôi xin công bố đội về nhất trong cuộc thi này, đó là đội của Dương Lâm và John Rack. Yeah! Tuyệt vời, say. Các bạn lắc được 1468 nhịp. Trời ơi, cái não của tôi đó. Cái này tiền đình đều mang về kết quả xứng đáng. Đúng rồi. Đội của Tuấn, Chris và Phúc Mập. Các bạn lắc được 1244 nhịp tất cả. Trời ơi. 93 điểm karaoke. Như vậy là Trường Giang, Dương Lâm và John Rack đã giành được một phần nguyên liệu cho bữa ăn tối nay. Trò chơi tiếp theo thì chúng ta sẽ chơi cá nhân nhưng vẫn tính tổng điểm từng đội. Luật chơi của chúng ta như sau. Lần lượt từng người sẽ bốc thăm và bịt mắt lại. Sau đó sẽ đoán bằng các giác quan của mình xem người đối diện mình là ai. Đội nào có nhiều kết quả đúng nhất thì sẽ được sử dụng một phần nguyên liệu đặc biệt cho bữa ăn tối nay. Nếu đội của Trường Giang tiếp tục chiến thắng ở thử thách này thì toàn bộ nguyên liệu của tối nay sẽ thuộc về đội của bạn. Vậy cho tôi bốc thăm trước cho tôi nghỉ ngơi xíu được không? Nếu mà thương tôi. Rồi cho em chơi trước á. Mời bạn lên bốc thăm. Chơi được không? Lâm. Ráng bốc mình đụng vô râu là thắng chắc rồi. Râu đúng không? Chua quá. Chua đúng không? Coi không? Trời ơi, ngửi luôn nè mà. Anh biết đề thứ hai cái gì vậy? Cái này là rất khó nha. Sao khó? Bây giờ chua đều hết. Bây giờ là mùi chua, mùi mặn. Rồi bây giờ xin mời tất cả các bạn đảo vị trí cho nhau. Đó, cái mùi em của anh, mùi anh rồi đó. Ok. Ừ, giao thoa mùi nhau. Ừ. Mày nghe mày hôm gì? Ê mà thơm vậy, ta cho hết miếng da đi, cái áo là không có. Miếng cái tay đi, cái khủy tay, cái ngã ba tay nè. Đây nè. Không biết coi.
Thú vậy? Được rồi, người đầu tiên đã xong. Chưa, em chưa thử xong, cái giật nhanh quá. Đủ rồi, kết luận đi nè, ai? Chắc một lần nữa đi, cho thử một hít một cái nữa. Nhanh quá, thơm quá vậy. Gì thơm vậy? Mùi thơm thì em nghĩ là Hiếu thứ hai. Gì vậy trời? Đi trộn lắm tôi vậy. Cái anh Châu. Không, anh gì quên rồi. Anh gì trong đội mình hữu cái sản luôn đó. Anh Mập là Phúc. Phúc ngồi nha, tay cho từ miếng da coi, miếng da coi, miếng da coi cái áo sao mà nghe viết vang. Đưa cái tay cho hung cái tay một cái. Thái độ mà chạch chảy về là chỉ có Ngô Kiến Huy thôi. Gì vậy? Kiều Minh Tuấn, Kiều Minh Tuấn. Cái nết mà thọt thọt lỗ mũi tôi là hả, chỉ có anh thôi tờ Tuấn à. Đẹp. Được rồi. Rít vàng, rít vàng rồi mà. Chết rồi, lượng mùi rồi. Bạn Hàn Quốc. Lắc. À, bạn Will. Đưa cái tay lỗ mũi giùm. Ý, lông nhiều vậy. Này à, làm lợi nha, cái bạn này là bạn Will nha. Will. Hết chưa? Còn hồi nãy là ai? Hồi nãy anh Giang. Đó là em đoán đúng là Phúc nè, Chris và Tuấn. Và tiếp theo là em đoán Will là đúng, nhưng sau đó em lật lại là Giang. Nên cuối cùng em ghi nhận được 3 kết quả đúng. Dữ đúng không? Giỏi hay, đó. Sửa mũi mà hửi được như em là hay đó. Đây là một mùi độc nhất. Rất là hay. Cái mùi áo rất thơm nha. Hửi vô cái da sản hồn nha. Cam. Ê, trời ơi. Ơi nhìn đi, 3-4 người lại thắng rồi đó. Ừ. Quá dễ. Bốn phương trời ta về đây chung vui, không phân chia giọng nói tiếng cười. À, này là anh Will. Biết cái càm không? Càm có râu này là râu lúng phúng. Lâm. Ủa sao râu hoài vậy? Râu nữa. Ê, cái này phải càm Lâm nè. Cái cục sụn nó di chuyển kìa. Cái này Lâm nè. Lâu đưa thưa này hả? Anh Tuấn. Ê! Chris. Ủa sao nhiều vậy bay? Anh rung lắc. Ủa đâu nữa? Anh Giang đi. Đây, những người em thắng. Ủa tự động quá vậy? Không chơi. Giỏi. Đây là những người thắng. Đúng. Phúc khỏi chơi tại vì Phúc. Ủa? Không phải là một trò chơi cho Phúc. Anh Quy. Hả?
Em đụng càm chị má em biết thôi, anh rờn cái ca nước biết em đụng càm rồi đó. Sờ răng. Ê mọi người đừng cười mọi người. Nhớ cái vị trí hồi xưa bị rớt không? Ừ. Để đó một kế tuột ra. Nhớ. Xin bé là tuột hết răng ở đây à. Ai đang tới cẩn thận á. Con xứ là miếng quần muốn tuột tuột. Lớp chúng mình rất rất vui, anh em ta tràn hòa tình thân. Anh giật mình là anh tán một cái nha. Nếu mà Lâm á là rớt sụng với anh á. Ủa sao cái này? Ủa làm gì vậy? Ủa Lâm à? À không phải Lâm. Will à? Ai vậy? Răng ai mà quá trời quá đất vậy hả? Mày làm cái gì? Rít à? Chứ ở giờ còn hai ngón á. Hả? Là chơi gì kỳ vậy? Thằng Lâm. Đau quá. Ông đang thử cảnh đau quá. Huy à. Gì? Bạn người Hàn Quốc. Tiếp à. Trời ơi. William Shakespeare nghe. Phải không? Phải là Lâm không? Will đúng không? Cái gì vậy? Ai vậy? Anh Giang. À, trời ơi, răng bóng quá vậy. Hiểu đi. Như vậy là Tuấn đoán được Chris, Lâm, Jumrak và Giang. Bốn kết quả đúng. Hay bộ. Thì nó không biết được ai luôn á. Dở một cái là phát bằng vào đó không được. Cái gì? Không để em đụng được sờ rau nào. Không được vô cùng rau luôn. Em che rồi. Em che rồi hả? Em mới chạm vô cái giật ra hả? Ôi. Có mỗi bạn Hàn Quốc ra. Là biết. Thôi. Xin phép được cho anh liếm được à? Tôi sẽ cho anh liếm. Bắp chân. Cũng được. Khó nha, đâu có đơn giản. Đi học về. Em vào nhà, em chào cha mẹ. Wow. Mềm nha, mềm. Will. Quá quá. Vỗ tay to là sai rồi đó. Ôi, chưa biết ạ. Rồi, có vậy? Cái chân lỏng lỏng này là lâu rồi không thể thao nè. Rồi, tôi chưa đoán mà vỗ tay. Rồi, gồng dữ vậy? Chết, cái này mới là... Hiếu đâu có to dữ vậy ta? Quy đã không có lông rồi đó. Còn ai ta? Bà Phúc chân đâu có dài dữ vậy? Lấy gì mà Lâm đoán chưa? Thì đoán sai rồi. Thôi đoán Lâm luôn đi. Nhưng mà Lâm mới cười bên đây sao lại đây được đúng không? Thôi đoán Đại Lâm đi. Rồi đủ rồi đúng không? Chúc mừng Lâm! Chúc mừng Lâm! Chúng rắc. Nguyễn Phan. Kỳ Minh Tuấn. Cái này mới là Will nè. Ê không phải. Thôi sai rồi. Kỳ Minh Tuấn phải không? Bà Phúc. Được chưa? Happy birthday to you. Thật ra là Giang đoán được đúng một kết quả là Rick.
Bởi vì anh thân với em biết chứ, em chưa đáp anh. Đúng rồi. Không thân. Tôi thua cái vậy đó. Will. Bàn tay. Răng. Phục mắt. Chiêu miền thuần. Hiêu thuời. Lắm. Dung dạc. Cá sĩ hiệu. Chris Văn. Biết chơi. Biết chơi. Wow. Rồi. Wow. Wow. Không đúng một người nào hết. Dạ, tất cả bàn tay giống nhau. Rồi, chuẩn bị ha. Trời ơi, cái này ngon quá trời. Không. Có điểm rồi. Vô là có điểm rồi. Kệ. Hồn lỡ sao vào đôi mắt em, chiều đu ngoài tóc ngồi bên em. Hết. Ai tóc vô duyên. Phúc mập, phúc mập. Đưa chùm gâu lên. Không có tóc, đưa chùm gâu lên. Tóc này thẳng, tóc này thẳng lắm. À, tóc thẳng này là tóc của Hiếu Hai. Vỗ tay là sai rồi. À. Đây là cái kiểu cắt mới của Hiếu thứ hai nè, Hiếu thứ hai đúng không? Sao chị giật chồng tôi? 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 Cứu tôi Tài ơi. Lê Dương Bảo Lâm. Tự nhiên vô mình cũng nghe vậy. Có làm cái gì đâu. Tóc thẳng thẳng nhưng mà để cái máy chị ở phía trước hả? Anh Bắp. Tuyệt chơi. Trời ơi. Người này có chân không? Sao bay trên vậy? Thành Tuấn. Quăng quăng. Anh rung lắc. À đầu này hói nè của anh Will nè. Đúng rồi. Hay chứ bộ, bốn người. Hay quá, hay luôn. Đúng rồi. Môi. Môi. Bông môi đâu còn phải là em đang yêu bằng sự thèm thùng. Cười một mình vui quá. Anh Bảo Lâm. Anh Bảo Lâm. Anh Minh Tuấn. Will. Phước Mộc. Tới là Phước Mộc. Anh Bảo luôn hả? Là anh Giang. Anh Giang. Rồi, hết rồi. Mê tôi thấy gì? Cười liền luôn á. Cười liền, Bảo Lâm liền. Nhận ra liền. Mũi. Trời ơi. Cái này là thắng chắc rồi. Chắc chắn là trên ba người. Cái nào cái sụn em để nè. Em thấy mà hơi cụm cụm. Em hất nghe mạnh một cái. Mạnh hất mạnh một cái cho anh.
mũi này mũi thon nè. Trời ơi cao dữ vậy. Quên Will. Anh Lâm. Anh Lâm. Rồi cái là biết liền. Hay quá anh Tuấn, cảm ơn anh. Ê cái này bắt gặp lắm nè. Cái cục sụng nó di chuyển kìa. Ây da. Thằng Lâm. Sao chị giật chồng tôi? Đây vô bỏ Lâm. Mũi này nhỏ nhỏ nè. Mũi nhỏ nhỏ mà cũng thon. Anh Chris. Không, cái người mà kiểu hay làm lỗ mũi là kiểu anh Chris thôi. Anh Chris. Mày mới là anh Chris nè. Anh rung lắc. Cái này cao dữ vậy. À... cái mũi hay cái thang vậy? Cái này mới là anh Will nè. Này là anh Will. Anh Giang. Giống như là không có sống mũi luôn. Ai vậy đó? Ngày hôm qua anh quay rồi. Ai vậy? Cái mũi này mũi nhỏ, anh Chris. Hay quá vậy? Trời ơi. Tuyệt vời. Người này sẽ là bad for bad. Tài. Tài. Có. Có nha. Bảo Lâm. Jungrat. Will. Hiếu. Quý. An Nhang. Huy. Tuân. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Vô dụng. Bạn thân. Bạn thân. Nghiệp tài này rồi. Có hai đội có kết quả hòa nhau, đó là đội của Ngô Kiến Huy và đội của Kiều Minh Tuấn. Mỗi đội các bạn đoán đúng 9 kết quả. Đội của Trường Giang, các bạn đoán đúng 6 kết quả. Như vậy, ngoài đội của Trường Giang thì đội của Kiều Minh Tuấn và Ngô Kiến Huy, ba đội các bạn sẽ được sử dụng những nguyên liệu nấu ăn như nhau cho bữa ăn tối nay. Yeah. Anh thả anh nhường á chứ anh. À vậy ha. À vậy ha. Hay ha. Đây là chương trình hai ngày một đêm tự do tự lo. Yeah. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Biết Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Lạnh quá, lạnh quá, lạnh quá. Trời ơi, một bữa tiệc thật là linh đình. Công chúa tôi. Tất cả quỳ xuống. Trời ơi. Công chúa gì vậy? Hàm Hương. Xin chào công chúa Hàm Hồ. Chàng giúp. Xin chào công chúa Hàm Hồ. Chàng giúp. Hàm Hồ. Có dấu hiệu làm khùng làm điên rồi đó. Dễ thương không? Thấy ghê, thấy ghê. Thấy ghê, ghê. Thấy sợ nha. Người Hàn Quốc ơi. Dạ. Yeah. Bạn thấy tôi làm sao? Sợ. Sợ. Người Mỹ ơi, bạn thấy tôi làm sao? Bánh mì. Còn Pháp. Pháp, Pháp. Không sợ. Không sao. An toàn, trả lời an toàn. Rồi, đội nào thắng đầu tiên? À, hồi nãy thông báo là đều nhau. Đều nhau. Đều nhau thì chia đều ra thôi. Bởi vì các bạn có một kết quả ngang bằng nhau, nên mỗi đội sẽ tự phân công nhau để nấu ăn trong bữa ăn Giáng sinh tối nay.
Thì Giáng sinh là một cái ngày mà giống như là chúc an lành cho toàn thế giới về mọi người rồi. Một đêm ấm áp dành cho nhau những tình cảm quý báu sau một năm làm việc mệt mỏi đúng không? Giáng sinh bên mình làm gì vậy Phúc? Ở Mỹ phải cho tất cả đứa con món quà biết là ông nhà Noel. Một ngày lễ quan trọng nhất đối với người Mỹ. Còn bên Hàn Quốc mình thì sao vậy? Bên thân Hàn Quốc thì ngày 25 tháng 12 cũng là ngày nghỉ. Nhưng mà lúc Tết thì bình thường không phải với gia đình mà với bạn hay là người yêu. Thì làm gia đình. Ngày đó sẽ làm gia đình. Làm ra gia đình. Tức là không có gia đình, chỉ có người yêu. Đúng rồi, có người yêu. Hai đứa gặp nhau tạo thành gia đình. Đúng rồi. Làm ra gia đình. Làm ra gia đình. Hay quá đi Giang. Hay. Ở Pháp giống Mỹ. Nhưng mà quan trọng nhất hai lần là ăn ngon. Ăn ngon. Anh ơi, anh làm gì trong giúp dạng sinh? Đi quay. Đi làm. Đi quay. Đi làm. Đi làm thôi chứ có làm gì đâu. Thì hôm nay là chúng ta sẽ có một buổi Giáng sinh nhỏ, nhẹ nhàng và gọi là đầm ấm bên nhau ha. Để truyền một năng lượng tới cho quý vị khán giả xem chương trình này nữa. Chúc cho quý vị khán giả buổi Giáng sinh an lành và hạnh phúc. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Hey! Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Hey! Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Thôi cứu tôi, cứu tôi ta hãy cùng vui lên. Rồi, bây giờ mỗi đội sẽ có người đại diện để nấu, còn những người còn lại ngồi để giúp cho Duyên Nghệ. Đây có thịt heo, chắc nướng, mustard, ớt, ít, tương ớt, chili mét, nước mắm. Đây là sốt lẩu nấm. Này là dầu giấm trộn xá lạt ha. Bây giờ vậy nè mọi người ơi, tại vì tiệc Giáng sinh thì các bạn này gọi là nhiều hơn mình. Gọi là từ xưa đã có tiệc sinh rồi thì đại diện ba bạn sẽ muốn làm gì làm, tụi tôi ngồi hưởng thụ được không ạ? Đúng rồi. Đúng. Yeah. Làm vụ Giáng Nghệ. Vô ghế ngồi, vô ghế ngồi. Ok. Mình làm món gì ạ? Là canh kim chi. Canh kim chi. Canh kim chi. Còn anh làm món gì ạ? Khô ơn. Hả? Kép. Kép. Ủa? Làm sao mà cắt tích để cho... Anh làm món gì? Thịt bò. Bánh mì. Em nghĩ sao? Đúng rồi. Đặc sản của Mỹ. Wow, cố gắng lên nha ba bạn ơi. Cố lên, cố lên. Lady and gentlemen, we. Dạ. Trụ, trụ lò nướng. Nước. Ok, Phúc. Dạ. Biết làm không? Anh như McDonald's sẽ có lẽ. Có lẽ, maybe ha. Lâu lắm rồi, không nấu gì. Lò. Vợ và chị vợ không cho phép Phúc đi vô nhà bếp. Vì sao? Why? Tại vì nói là Phúc rất là hầu đầu. Ok. Ui, sao thế ướp gì đây Ui? Yes. Tính là món gì vậy? Kép. Hả? Kép. Kép. Crêp. Kép, kép Pháp. Giống như là bánh kép là crêp. 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 Crêp, crêp. Em ơi, dường như không ai chú ý đến chúng ta. Hai đứa mình, hãy gieo mình xuống hồ bơi. Gieo mình thôi. Và không lên nữa. Thôi cái chục này. Chứ có ai chú ý đến tụi mình đâu. Bây giờ diễn tiểu phẩm cho ai coi? Hay là mình tách ra riêng. Mình tách riêng. Để mà diễn tiểu phẩm của mình vui hơn hẳn. Đúng. Không, em sẽ làm canh kim chi. Canh kim chi? Dạ. Mình có kim chi không? Có chứ. Ngon. Ngon. Cái đó thì không biết. Em đã thử chưa? Dạ. Bên Hàn Quốc có hay là em có hay làm kim chi không?
Có biết làm kim chi không? Có chứ. Đêm Noel, chúng tôi xin kể một câu chuyện cô bé bán bia. Trời mùa đông, một cậu bé đang kéo một chiếc xe chở một cô bé với một cái giỏ diêm trên tay. Cô bé mới hỏi cậu bé: anh hai ơi, ơi anh lạnh không? Anh lạnh quá. Thế là cô bé mới cầm cái hộp diêm trên tay: anh ơi, bây giờ ở trong đây có ba que diêm, bây giờ mình sẽ quẹt que diêm đầu tiên, que diêm đầu tiên, và mình sẽ ướt lấy que diêm đầu tiên. Có một con gà tây. Thế là từ trong que diêm xuất hiện một luồng ánh sáng xanh lè xanh lé. Wow, trước mặt là một con gà tây. Hai anh em ăn lấy ăn để. Khi no bụng, hai anh em mở mắt ra. Ui, ảo giác thôi. Thế là hai anh em mới lấy cái diêm thứ hai ra. Anh mở quẹt đi nè. Quẹt diêm mà học quẹt gì con ơi. Trời ơi, nó diễn giả trân. Lẽ đổi dai nó diễn giả quá. Wow, một cái là cháy được rồi. Lạnh quá, diêm nó không có lên. Ôi, thế là quẹt diêm đã sáng ra. Em ước đi. Em ước có một chàng trai đẹp trai sẽ xuất hiện trước mặt em. Thế là từ trong que diêm, một luồng ánh sáng xanh lè xanh lét hiện lên. Wow, trước mặt cô gái. Trước mặt cô gái. Bỏ cái diêm, còn cái diêm cuối cùng đó. Anh ước gì anh làm anh hài hơn nữa. Từ trên trời một giọt mưa làm tắt que diêm, tắt đi hy vọng của hai đứa. Tắt rồi. Okay. Cảm ơn nha. Thì sau thêm đường hoặc thêm sô-cô-la. Ok. Là ngon rồi. Wow, đẹp. Ok. Từ lần đầu tiên thèm bơ. Ok. Chú đan. Thèm bơ rồi cả này nhé. Và... Ok. Thứ hai có can hai muông tỏ. Đây. Ok. Xong rồi và phải đôi 30 giây. 30 giây. Ok, em nghĩ là đủ. Yeah. Ok. Yeah, và... Ok. Yeah, rất là đẹp. Kem đầu tiên rất đẹp. Và sau pháp thích kem sô-cô-la, kem, caramel, chantilly. Excuse me. Phúc. Yeah. Lấy thật đây. Ok. Nếu muốn cô vị phải thêm đường ở đây. Thì bỏ đường vô đây ăn được không? Dạ. Ăn lại đây. Đây. Dạ, cảm ơn. Quá tuyệt vời. Lấy cái gì Hiếu? Dạ. Rồi. Vô. Vô anh em ơi. Vô anh em ơi. Christmas night. Why don't we make your Christmas?
Mời. Yeah. Yeah. Merry Christmas. Da 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 da. Chơi thôi. Ăn thôi. Đói bụng quá. Ăn thôi. Hamburger. Cho miếng canh Hàn Quốc đi. Hãy ăn canh Hàn Quốc cái được á. Mà chắc là bây giờ hơi lạnh rồi. Nó vẫn nóng. Vẫn nóng mà. Ok. Thích hamburger đúng không? Yeah, thích, thích. How do you feel, Will? Good, huh? Sao? It's okay. We need some sauce. Có từng gà đây. Nhìn giúp. Súp Hàn Quốc. How about kimchi soup? Good. Oh, ngon. Wow, quá đã. Merry Christmas. Mà nói chứ thiệt á, dễ gì mà hội tụ được nhiều anh em như vậy đúng không, trong một cái mùa Giáng sinh đúng không? Dạ. Các bạn bè trên thế giới nữa. Nhớ là chương trình này chúng tôi đã làm rất là cực lực ha, đã giới thiệu phong cảnh đẹp xinh rồi ha. Nhớ gì kể lại cho gia đình bạn bè mình nghe nha. Dạ. Cảnh đẹp, cảnh đẹp. Người chân tình, con người chân tình dễ thương. Merry Christmas cái nào? 2 3. Merry Christmas. Merry Christmas. Cholimex Food, gia vị đủ đầy cho Tết sum vầy. Beat Sài Gòn cùng nhau làm nên Tết. Oh, ơi, đây, đá banh thôi. Đá banh gì? Đá banh. Không, sân cỏ mà. Đi ngủ thôi. Gì vậy? Ủa, chắc chắn là có một sự tranh tài ở đây. Wow. Trước khi đi ngủ, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ. Bây giờ các bạn đứng lại vị trí theo đội mà mình đã thi karaoke. Quên luôn á. Đằng sau lưng các bạn là chỗ ngủ dành cho hai đội thắng ở trò chơi tiếp sau đây. Còn đội thua, các bạn sẽ có một chỗ ngủ tự do, tự lo ở ngoài trời. Trò chơi quyết định chỗ ngủ của chúng ta tối nay là tam sao thất bản. Nhưng mà bây giờ cái đó phải nói chuyện đúng không? Đi ra ngoài kia ngủ luôn. Thôi để em cố gắng, để em cố gắng. Tội nghiệp vậy. Lần lượt từng đội chơi trong thời gian 3 phút, mỗi người sẽ phải đeo một chiếc tai nghe phát nhạc. Một người sẽ được nhìn tấm bảng thông tin của chương trình. Người đầu tiên sau khi nhìn thấy từ khóa thì sẽ tiếp tục truyền đạt cho người tiếp theo bằng miệng hoặc ngôn ngữ cơ thể. Và người thứ hai tiếp tục truyền đạt đến cho người thứ ba. Hai đội giải được nhiều từ khóa nhất thì sẽ giành 2 suất ngủ êm ấm tối nay. Từ khóa thì có thể là những câu thơ, câu ca dao tục ngữ quen thuộc của Việt Nam chúng ta. Trời, biết tục ngữ Việt Nam không? Một chút thôi ạ. À. Ví dụ, câu. Ví dụ. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Cũng biết, cũng biết. Cũng biết, cũng biết. Uống nước với nguồn. Ăn quả gì? No, no, no. Ăn quả no. Thành Phúc biết không? Dạ không biết, không biết thân ai. Không biết thì đọc thôi. Cái vấn đề bây giờ là mình sẽ xếp vào vị trí cho nào? Anh đọc, anh đọc tiếng Việt không? Có đọc được mặt chữ tiếng Việt không? Dạ biết, biết, biết. Phúc biết đọc ca dao tục ngữ nha. Rồi, đọc lại 2 phút. What's trong cái? What's trong cái? Không biết thôi. Thôi đừng rồi. Vậy là đủ rồi. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ăn quả nhờ kẻ trồng cây. Cây trồng cây. Dạ. Hai bên còn có một chút
gọi là biết biết. Đúng đúng. Anh không biết tục ngữ khai giao là gì. Nhưng mà anh đọc được bằng chữ tiếng Việt không? Được. Yeah, viết. Đọc được không? Đọc yeah, đọc là được. Đọc tiếng Việt ok. Nhưng mà okay, okay. Nhưng mà họ bị bịt tai rồi mình không nói được. Ừ. Ví dụ như là phải nói. À, body language. Yeah, okay. Ok không? Ok. Yeah. Ok. Rồi, nguy hiểm nha. Rồi thôi chơi, chơi, chơi đi, chơi đi. Ba người nước ngoài vô tay trắng đi. Đó. 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 You win. Xin mời đội chơi đầu tiên. Hữu xạ tự nhiên hơn. Hữu xạ tự nhiên hơn. Ngũ xạ tự nhiên hơn. Yeah. Ngũ xạ tự nhiên hơn. Công trai như núi Thái Sơn. Ủa? Từ xa tự nhiên hơn. Đường xa tự nhiên hơn. Đi một ngày đại học một sàn khôn. Yeah. Ngữ xa tự nhiên trời ơi. Ngữ xa tự nhiên hơn. Khó bỏ qua nha. Điều khó bỏ qua. Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Trời ơi, cứu tôi. Qua, qua. Ok á. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Chăm nghe, chăm nghe không bằng mắt mắt thấy. Mắt thấy. Chăm nghe some here không bằng không bằng mắt thấy. Mắt thấy, mắt thấy. Ok. 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 Nghe không bằng mắt thấy. Ừ. Ok đó. Quên. Nghe không bằng mắt thấy. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Hay quá. Đúng không? Tiếp. Nói lời thì giữ nên lấy lời. Đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Nói lời thì giữ lấy lời. Thì giữ lấy lời. Đừng như con bướm. Đừng như con bướm. À con bướm lại lời. Ừ. Đậu rồi lại bay. Thì bay. Bay bay. Ok. Nói lời. Nói lời. Giữ lời. Đàn bài. Đàn bài. Đàn bà luôn hả? Ý. Nói. Nói lời. Nói rồi. Ừ. Giữ lời. Nói rồi. Đàn bài. Không nghe. Đàn bài. Con bướm đàn bài. Lại. Nói lời, giữ lời. À, đàn bài. Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Yeah. Đúng rồi, đúng rồi. Hết giờ, hết giờ. Trời ơi. Hết giờ. Okay. Quá, trời ơi, 3 phút không thể nào ấy luôn. Good work, man. Xin mời đội chơi tiếp theo. Qua, qua. Chơi đi. Qua. Wow. Chơi. Vỏ quýt dày. Vỏ quýt. Vỏ quýt. Vỏ vỏ. Vỏ quýt. Vỏ vỏ. Vỏ quýt. Vỏ quýt. Quên. Dày. 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 Có móng tay nhọn. Móng tay. Móng tay. Nhọn. Móng tay tròn. Móng tay. Móng tay. Nhọn. Móng tay tròn. Ok. Ok. Kia qua kia. Vỏ. Bỏ quên đôi bóng tay. Vỏ 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 xi vỏ xi. Vỏ. Tiền bóng tay. À vỏ của chị cái bóng tay nhọn. Trời ơi sao hay dữ vậy? Phải tỉnh tâm dữ lắm mọi người ơi. Anh em. Anh em. Như thể tay chân. Anh em. Anh em. Anh em. Tay. Chân. Chân. Đúng rồi. Anh em tay chân. Ok. Ok. Anh em. Tay chân. Anh em như thể đăng tay. Tiếp tiếp. Sai rồi, sai rồi, sai rồi, sai rồi. Sai rồi, sai rồi, sai rồi. Chưa. Chưa. Anh em tay chân. Anh em như thể tay chân. Anh em tay chân. Anh em tay chân. Anh em như thể tay chân. Ồ.
tay chân lành đừng bọc gì đó phải không? Anh, dạ anh em thể tay chân rồi chân tiếp anh em tay mà chân tay mà chân chân nhẹ em thể tay chân nhẹ cái quá rồi cái này nó qua rồi mình biết đâu đỡ đâu qua đi ai bỏ đi mình câu giờ quá năm rượu nào đang cho người say ê hê năm năm xin chơi năm mai bán vàng xin chơi buồn ngủ gặp chiến binh không phải người ta ơi năm quay qua năm mai bán vàng hoặc là buồn ngủ gặp chiến binh xin chơi chắc em này mắm không luôn quá lẹ quá quá buồn công cha không về như núi núi Thái Sơn núi lên trên Thái Sơn lên trên Thái Sơn tái chân công cha không về công cha lại đây là một lần công cha không về công cha không chưa không về cái nhà hả Ôm về nhà gì? Tiếp hết giờ chưa lâu vậy hết giờ qua đi lại đi qua hết giờ rồi công cha như núi Thái Sơn tự nhiên đưa cái nhà cái núi đó anh chi diên Zen, huh? Zen và Noi. Okay. Zen, yeah. I don't need to count the words. Yeah, không cần. Tiếng Việt nói không ra là tiếng Anh vào đây. Tại vì anh không biết á, chứ em nói hay quá trời hay. Two. Muối đi. Action. Quá dễ. Một con ngựa đau. Hỉ đi, hỉ đầu bỏ cỏ. Một con ngựa đau. Bỏ cỏ. Đừng có gạch nè. Cha đi chơi. Bỏ cỏ. Được rồi. Im lặng hết. Muốn đua. Cha đi. Mâm tô như vậy. Mâm đầu mâm tôm vậy. Kèo ghê. Wow. Nhổ lúa. Em không được chơi nhau vậy. Trời nào mà nhổ lúa kia. Cái gì vậy? Con trâu là đầu cơ nghiệp. Trời ơi, giỏi quá. Ơi. Quá. Tối nay em tôi bị bệnh mới ngủ ngoài sân. Một cây. Làm chẳng nên non. Một cây. Làm chẳng nên non. Không anh. Một cây không anh. Ba cây. Một cây, ba cây. Một cây, ba cây. Ok. Quay. Cây. Một cây, ba cây. Một cây làm chẳng nên non. Ba cây dừng lại để học ước ao. Có. Qua đi. Qua. Cái này ok đó em, ok quá luôn khó lắm. Ok luôn. Ăn. Trong cái nồi. Nấu đi em ơi. Phụ em ơi. Một chiếc đầu là biết ăn. Ăn. Ngồi. Làm gì lắm. Quay xuống. Ok, lại. Ăn. Ăn trong nồi. Ngồi trong hương. Ok. Ăn. Với. Ăn. Voi. Hãy
Lên. Ăn coi nồi ngồi coi hướng. Yeah. Yeah. Hai cây rồi, bằng mình rồi. À. Nhập. Nhập da. Yeah. Nhập chưa? Nhập da. Nhập gì nè? Nhập da. Bốn. Nhập. Nhập da. Nhập da. Nhập da. Gặp sao? Gặp da. Gặp sao? Tùy túc. Tùy túc. Ok, ok rồi. Quê tùm. Ok, 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 ok. Mà ra, quê tùm, gặp ra. Wow, ok, tuyệt vời. Nhấp, nhấp. Nhấp, nhấp. Quê tùm. Gặp ra. Nhấp ra, tùy túc. Không hay vậy? Hết giờ. Ok không anh? Okay, đúng okay. Mấy câu? Được 3 câu. I don't know, I think it was a year before. Em ơi, mình khinh địch em thấy chưa? Vậy thì bây giờ bằng thì chơi một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ có một lượt chơi phụ nữa cho hai đội. Nhưng mỗi đội chỉ cần đoán một câu. Đội nào truyền đạt được từ khóa trong thời gian ngắn hơn thì chiến thắng. Nên kim có công mài sắt có ngày nên kim một mày dao kim kim luôn rồi có công mài sắt là nên kim. Yeah. Hay quá. Ba, hai, một, bắt đầu. Thôi, Xuân đã đến mình. Gừng, gừng, càng già càng cay. Gừng, càng già càng cay. Đọc lại. Dân, càng già càng cay. Rồi. Dân, càng già ăn nhanh. Dân, càng già ăn nhanh. Dân, càng già ăn nhanh. Gừng cái gì đấy xem bỏ cay da anh nhanh hả dân cay da anh nhanh dân cay da anh nhanh cái gì đừng ca dao hành nghề gừng càng da càng cay dân cay da anh nhanh dân cay da anh nhanh anh nhanh châu châu đó xe Cao cái da anh nhanh không được rồi continue dân cái da anh nhanh gân cay dài càng cay. Wow. Đại xin. Wow. Đại xin. Huyền thoại. Huyền thoại. Tối nay chắc chắn đội của Ngô Kiến Huy đã được ngủ trong căn phòng tiện nghi. Và bây giờ tôi xin chúc mừng đội Kiều Minh Tuấn. Thôi khỏi. Kiều Minh Tuấn, Chris Phan và Phúc. Các bạn sẽ có một suất ngủ ngoài trời. Trời cái gì mà trời? Làm như không biết vậy? Diễn giả quá. Chúc mừng cho sự gừng càng dài càng cay diễn đẩy xe bò là cái gì? Cái đừng dày càng dài càng cay cắn cay xe là được rồi. Ông đẩy xe bò diễn em mất hả? Trời ơi ban đầu ra hiếu khách dễ sợ. Người nước ngoài đều yêu thương người nước ngoài hiếu khách. Bạn ơi mới vô các bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi. Đội của Trường Giang hết 45 giây, còn đội của Kiều Minh Tuấn hết 1 phút 15 giây. Thôi đi ngủ đi. Hai ngày một đêm, 100.000 khoảnh khắc xem độc quyền và sớm nhất trên ứng dụng Vion. Ồ! Ê, má
mãi lành luôn mấy chú ơi. Thơm anh Giang ơi. Có tinh dầu nha, có tinh dầu nha. Thôi có bánh cho để sẵn kìa. Trời ơi, vậy tội mấy đứa em mình quá nên phải ngủ ngoài đường rồi. Trời ơi, anh ơi, cái nghiệp phải trả thôi. Ô, thơm quá. Thơm quá. Ôi ôi, cái da trắng tinh luôn đó. Sạch nó thơm. Thôi nãy giờ bắt em ngủ ngoài đường chấm xỉu luôn á anh ơi. Cái này cũng ăn được không? Ăn được, ăn được, của ăn, mình được, đó. Ăn được, ăn được. Sao bao nhiêu cực khổ thì mình đã chiến thắng. Wow. Wow, wow, quý quá. Ôi ơi, em ấm nha, em ấm nha. Ui là là. Có nhà vệ sinh luôn không anh? Wow. Có luôn. Trời ơi, còn có bánh nữa kìa. Wow. Ít chà. Xin quýt chào mong nha. Quý tấm luôn. Ơi. Đây, anh Will nằm ở đây. Ok. Với lại anh Nguyễn Huy nằm bên đây. Hợp lý. Ok. Ok, ngủ đây. Ngủ thôi. Thở những kẻ kém cỏi kia. Thở những kẻ kém cỏi kia. Hãy gặm nhấm nỗi đau đi. Khinh địch đi, khinh địch đi. Tụi bay ơi. Tụi bay ơi. Anh Chris. Cảm giác như thế nào? Ở đó thơm không? Ở đây rất là thơm. It's giống như like Say Yung Kai Fort. Đúng rồi, bây giờ hai đứa qua đây nè, khi qua đây anh chỉ. Để đây nè. Để đây nha. Ok. Ok. Mình để đây, rồi xong khiêng đi. Mình để đây, rồi xong khiêng đi. Sao anh không khiêng mà anh đứng chỉ tay nó một ngón miếng một thôi. Hai đứa em chơi dở quá. Anh thế mới là người đi. Diễn đạt dở. Đúng rồi. Rồi. Hai cái hay là một cái? À, hiểu rồi, hiểu rồi. Phúc ơi, Phúc ơi, nắm này nè. Làm ra mấy góc đi. Cái này là ở trên hay ở dưới? Ở trên. Luôn vô, ây da, lũng. Đứng số 1 chương trình giải trí ở Việt Nam. Hay quá. Cảm giác như thế nào ạ? Vô phỏng vấn mình luôn anh ơi. Đã từng có người yêu chưa? Chưa. Đã từng chưa? Chưa không? Có chứ. Đã từng có rồi. Dạ, đã từng có rồi. Nhưng mà lúc đó mỗi lần cảm giác là không vui lắm. Chắc chưa phải tình yêu đích thực. Dạ, đúng rồi. Nó có một câu như thế này nè. 100 hạt mưa á, không có hạt nào mà rơi sai chỗ. Rơi sai chỗ. 100 người mình gặp không bao giờ là ngẫu nhiên. Làm gì vậy? Ủa làm gì vậy? Trời ơi, ngủ đây là rắn rết rồi nhiều lắm đó nha. Trời ơi, anh ơi, con chù nữa. Không có thiệt, ở đây rắn nhiều lắm. Thôi vô phòng trời ngủ đi. Trời ơi. Vô phòng nằm đi. Em với Tuấn vô phòng anh ngủ, Lâm ra đây ngủ với Phúc. Anh ơi, anh em đồng cam cộng khổ mà anh tính gì vậy? Ủa rồi Ngư Quy đâu? Tắm nè. Tắm rồi. Trời ơi, chăn em đẹp ấm là quên hết em vậy đó hả? Quên liền luôn. Chăn không đẹp. Vậy mà lúc bình thường thì tỉ tỉ mùi mùi. Tỉ tỉ mùi thân thân yêu yêu. Hãy đóng MV cho tỉ nhé, hai mùi rồi. Hai mùi rồi. Giờ cứ về tắm trước. Ôi, trời cũng vô. Ok. Ok. Alright mọi người ơi, thành công. Phúc, phải tay cái này, bench him. Ah, ok. I think so. Keep the sun out. Yeah, I think it's like protection, rain protection. That too, yeah. So moi.
như vậy. Một, hai, ba. I'm gonna đóng cửa, cause I know there's con mũi. À, đi vào đi. Trời ơi. Chào mừng. Ngon nha. Em bộ. Em nha. Các bạn tập trung, chương trình có một thông báo muốn gửi đến các bạn. Chưa ngủ nữa hả? Ăn khuya hay gì hả mọi người? Buổi sáng ngày mai, ngay khi có tiếng nhạc đánh thức, các bạn sẽ phải thức dậy và nhanh chóng đi tìm hai món đồ có logo của chương trình được cất giấu trong khuôn viên của chạy lập. Hai thành viên nào tìm được hai món đồ đó sớm nhất thì sẽ giành quyền ưu tiên đặc biệt trong thử thách lớn của ngày mai. Ok. Bây giờ vậy nè, để sáng mai mình dậy mà gọi là early nó khó lắm. Bây giờ mình đi tìm luôn xong về mình cất, mai mình chỉ cần xuất hiện thôi. Bây giờ chúng tôi chưa đặt món đồ. Anh lớn mà anh tính toán gian quá vậy anh Giang. Ủa sao nói là khang tiếng mà sao kham nói vậy? Em tức anh quá. Ngủ không ngủ giờ đi tìm đồ mà giấu mày chứ. Ai chơi lại anh nữa. Anh già mà nói dễ quá. Anh già mà nói dễ quá. Ok. Thiệt luôn á. Hiểu không? Ừ, nữa. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nói lại coi. Họ nói là sẽ có nhạc buổi sáng thức dậy và đi tìm hai đồ có tên của chương trình này. Và nếu tìm được thì sẽ có là giống như là lợi ích, a benefit for ngày mai. I got you. Nhưng mà... Thường là cái lợi thế đó nó cũng vô hơi vô nghĩa ha. Ừ. Mấy cái lần đà lạt anh mình, nhớ không? Hay là mình ngủ cho đã đi. Ừ, ngủ đã nư. Ngủ cho đã cái nư của mình đi. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại. See you again. Yeah, chúc một đêm vui vẻ. Tắt đèn đường nào? Phúc đang đi qua, nhưng thành viên khác đang đi qua. Cố lên. Hy vọng sẽ thắng. How do you feel? Ủa cái gì vậy? Muốn muối hả? Ê, có chuyện có con gì đó nha. Sao đâu? Thôi về đi, anh về trước đi, đừng bỏ mặt em đi. Bỏ mặt em nha. Trời ơi. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Đây là phần thưởng, đây là phần thưởng, đây là phần thưởng. Phần thưởng, phần thưởng. Phần thưởng. Tại sao? Phần thưởng. Tại sao? Phần thưởng.